Rồi buổi học của chúng ta bắt đầu trong ít phút nữa. Rồi, chúng ta bắt đầu. Nhắc lại bài học ngày hôm qua. Hôm qua chúng ta đi sang đến phương pháp thứ ba để giải phương trình fx bằng 0. Phương pháp thứ nhất là phương pháp chia đôi. Phương pháp thứ hai là phương pháp lọc. Và phương pháp thứ ba gọi là phương pháp Newton, hay còn gọi là phương pháp tiếp tuyến. Trước khi đi qua phần bài tiếp theo thì nhắc cho chúng ta một số điểm chú ý sau đây. Điều này hôm qua tôi chưa giải thích kỹ. Chúng ta có hai tên gọi. Tên gọi thứ nhất gọi là phương pháp Newton và bài thi của chúng ta sẽ gọi theo tên là gọi này. Tuy nhiên còn một số tên gọi khác, cụ thể là người ta có thể gọi là phương pháp tiếp tuyến. Vì tại sao phương pháp này gọi là phương pháp tiếp tuyến? Nó xuất phát từ ý nghĩa hình học của phương pháp này, cụ thể như sau. Phần này chúng ta chỉ theo dõi. Trên màn hình, đường màu đỏ là đồ thị của hàm y bằng fx. Trong chương này chúng ta đang giải phương trình fx bằng 0. Và cách khác là chúng ta đi tìm cái điểm giao của đồ thị đường màu đỏ với trục hoành. Tại điểm giao đó chính là điểm XD, tức là x đúng. Để xác định vị trí XD này về mặt hình học, người ta sẽ làm như sau. Đầu tiên, người ta lấy một điểm x0. Tiếp theo, trên đồ thị, người ta lấy cái điểm có hoành độ là điểm x0. Tại cái điểm trên đồ thị này, người ta kẻ tiếp tuyến với đồ thị. Khi người ta kẻ tiếp tuyến, đường tiếp tuyến này cắt trục hoành tại điểm x1. Sau đó áp dụng tại điểm x1 như đã làm cho điểm x0, tức là lấy một điểm nằm trên đồ thị có hoành độ là x1. Sau đó tại điểm này kẻ tiếp tuyến, đường tiếp tuyến cắt trục hoành tại x2. Rồi tiếp tục làm như vậy, chúng ta cắt trục hoành tại x3 và như thế chúng ta sẽ thu được một cái dãy x0, x1, x2, x3 và dãy đó sẽ dần về x đúng. Với ý tưởng như thế này thì người ta gọi phương pháp mà chúng ta thực hiện trong bài hôm trước gọi là phương pháp tiếp tuyến, nhưng chúng ta sẽ gọi tên là phương pháp Newton. Sau đây giải thích kỹ hơn một chút tại sao chúng ta lại có cái công thức tính của bài hôm trước. Phần này chúng ta cũng không ghi. Trên màn hình, điểm x0, y0 là điểm màu đen này. Và điểm này nằm trên đồ thị của hàm y bằng fx. Như vậy, chúng ta đã biết phương trình đường tiếp tuyến tại điểm này sẽ có phương trình như trên màn hình. Đây là phương trình của đường tiếp tuyến. Trong phương trình này, cái giá trị y0 có thể thay bằng f tại x0 bởi vì đồ thị của chúng ta là y bằng fx. Vậy thì f tại x0 chính là y0. Tiếp theo, đây là phương trình của đường tiếp tuyến. Chúng ta tìm giao của đường tiếp tuyến này với trục hoành, hay nói cách khác là chúng ta cho y bằng 0. Khi chúng ta cho y bằng 0, chúng ta sẽ thay vào đây. Chỗ này là bằng 0. Và phương trình này cho chúng ta tìm được giá trị x. Giá trị x tìm được chính là x1, là vì nó là nằm trên đường tiếp tuyến. Vậy kết quả
X1 sẽ là công thức như sau. Sau đó chuyển x0 sang với bên tay phải. Và như vậy chúng ta có công thức tính toán điểm x1 dựa trên điểm x0. Tương tự, khi đã tính được x1, chúng ta tính được x2 theo x1. Nói một cách khác, chúng ta sẽ tính x1, x2 theo công thức trên màn hình. Vậy thì nếu như bài hôm trước chúng ta đặt hàm lặp là hàm phi bằng x trừ đi fx chia fx, thế thì trong công thức này chính là x1 sẽ bằng phi của x0. Và x2 sẽ là bằng phi của x1. Đó là giải thích tại sao chúng ta có cái hàm phi là hàm lặp của phương pháp Newton là hàm màu đỏ này. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi tiếp về phần bài học. Chúng ta sang ví dụ tiếp theo trong phần bài học. Phần ví dụ này chúng ta không ghi bởi vì cách làm đã có trong ví dụ mẫu của bài ngày hôm qua. Sau đây tôi chỉ hướng dẫn lại cái cách chúng ta thực hiện. Nhắc lại đề bài như sau. Cho một phương trình fx bằng 0. Khoảng cách ly nghiệm là từ -1 cho đến -0,7. Người ta không cho biết x0 bằng bao nhiêu, không cho. Người ta yêu cầu chọn x0 là điểm Fourier. Sau đó tính x1. Tính x1 xong, người ta hỏi sai số của x1 là bằng bao nhiêu. Sau đây là ôn lại cách làm của bài ngày hôm qua. Chúng ta sang bước 1. Bước 1 là bước chọn điểm x0 là điểm Fourier. Muốn chọn điểm x0 là điểm Fourier, chúng ta ôn lại bài ngày hôm qua. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta nhập fx nhân với f2 phép. Sau khi nhập fx nhân f2 phép xong, chúng ta bấm phím còn. Hỏi x bằng bao nhiêu, chúng ta nhập lần lượt hai giá trị đầu bên tay trái và đầu bên tay phải. Trong trường hợp này là -1 và 0,7. Chúng ta sẽ được hai đáp số. Sau đó chúng ta chọn đáp số nào dấu của nó là dấu cộng. Tức là chúng ta chọn điểm Fourier. Đáp án của chúng ta trong trường hợp này là điểm -1. Nói cách khác, xong bước đầu tiên, chọn được điểm Fourier là x0 bằng -1. Bước tiếp theo, có x0 rồi, chúng ta tính nghiệm x1. Để tính nghiệm x1 thì chúng ta xuất phát từ cái phương pháp lặp. Từ x0 chúng ta tính sang x1. Hàm lặp của chúng ta là hàm phi, theo đúng định nghĩa là bằng x trừ đi fx chia cho f phép là hàm lặp. Các bạn xem lại phần lý thuyết.
Kết quả x1 của chúng ta là trừ 0,85714. Và chúng ta nhớ ngay cái giá trị tính được vào biến nhớ A. Tiếp theo, chúng ta nhập trị tuyệt đối của fx. Sau đó bấm còn nó hỏi x bằng bao nhiêu, chúng ta nhập a, đáp số trên máy nhớ vào b. Nói cách khác, b chính là f tại x1 trị tuyệt đối. Kế tiếp chúng ta tính M1. M1 là min của trị tuyệt đối f(x). Cách làm này chúng ta biết rồi, các bạn tự làm. Giá trị min là tại vị trí trừ 0,7. M1 trong trường hợp này bằng 9,95. Chúng ta nhớ vào biến C. Kết quả sai số của x1 trong trường hợp này sau khi quy tròn 4 chữ số lẻ là 0.0170. Tiếp theo sau sẽ là một loạt các bài tập tương tự. Những bài tập này chúng ta không ghi, chỉ nhìn trực tiếp lên màn hình rồi làm. Chúng ta có bài thứ ba.
Đáp án như sau. Điểm Fourier là đầu bên tay phải, x0 bằng 10. Trên cơ sở x0 chúng ta tính được x2, nhớ vào A. Đáp án x2 là 9,96666792. Kế tiếp, tính trị tuyệt đối của F tại A, nhớ vào B. Cuối cùng, M1, nhớ vào C. Sai số x2 của chúng ta trên máy là con số khá nhỏ, 1.499 nhân 10 lũy thừa trừ 9. Nhưng khi thi, chúng ta không viết dưới dạng 10 lũy thừa trừ 9, chúng ta viết dưới dạng số thập phân đầy đủ, 0.00, 8 con số 0, 1.499. Tuy nhiên, đầu bài yêu cầu làm tròn 4 chữ số lẻ sau dấu phẩy. Vậy chúng ta cắt từ chữ số lẻ thứ 5 trở đi. Ở đây đang hỏi sai số, chúng ta làm tròn lên. Bài thứ tư. Thầy ơi, cho em hỏi là các buổi live thầy dạy hôm trước có được phát lại không này? Hôm trước tôi đã có một người hai bạn hỏi trên lớp, tôi đã giải thích rồi. Cái việc đưa lên hay không không bắt buộc, nhà trường không yêu cầu. Do đó tùy giáo viên, tôi sẽ không đưa lên. Bởi vì đưa lên ấy, chúng ta sẽ không tới lớp học hành.
Đáp án của chúng ta như trên màn hình. Tiếp theo sang bài thứ 5. Rồi, đáp án như trên màn hình: x0, x1, m và sai số. Lưu ý nhắc lại một lần nữa, khi chúng ta làm tròn sai số, chúng ta làm tròn lên. Bài số 6. Nhớ ở đây là x2 chứ không phải x1.
Rồi đáp án của chúng ta như trên màn hình. Như vậy tới đây chúng ta chấm dứt cái chương số 2. Tôi nhắc lại, chương 1 chúng ta đề cập tới sai số. Sau đó chúng ta có chương 2. Chương 2 mục đích của chúng ta là giải phương trình fx bằng 0 bất kỳ. Có 3 cách giải chính. Thứ nhất là chia đôi. Thứ hai, phương pháp lặp phụ thuộc theo cái hàm phi theo biến x, và phương pháp thứ ba là chúng ta vừa làm xong, gọi là phương pháp Newton. Trong ba phương pháp này thì phương pháp cuối cùng là phương pháp Newton nó sẽ được mở rộng cho trường hợp không phải là một phương trình một ẩn mà cho nhiều phương trình nhiều ẩn cũng được. Đó là chúng ta kết thúc chương 2. Bây giờ chúng ta sang đến chương tiếp theo là chương 3. Chúng ta ghi tiêu đề. Chương 3 này mục đích giải hệ phương trình tuyến tính. Sau đây là phần nhắc lại thế nào là hệ phương trình tuyến tính. Phần này chúng ta không ghi. Thứ nhất, trên màn hình của chúng ta xuất hiện một cái hệ. Hệ này gồm có 3 phương trình và đi kèm với nó là 3 ẩn. Các ẩn của chúng ta lần lượt là x1, x2 và x3. Và cái hệ này được gọi là hệ phương trình tuyến tính 3 phương trình 3 ẩn. Hệ ba phương trình ba ẩn tuyến tính này chúng ta đã gặp trong môn đại số tuyến tính. Tuy nhiên môn học này mục đích không phải để giải ba phương trình ba ẩn. Mục đích môn học này để chúng ta giải 30 phương trình đi kèm với nó là 30 ẩn thì chúng ta phải biết cái giải thuật cho máy tính nó làm chứ không ai làm tay được. Thậm chí 300 phương trình và 300 ẩn chúng ta phải biết giải thuật để máy nó chạy. Tuy nhiên, khi học chúng ta chỉ minh họa cho hệ 3 nhân 3. Sau đây là kiến thức tóm tắt về đại số tuyến tính, chỉ ôn lại, không ghi chép. Hệ trên màn hình người ta viết tắt dưới dạng là A nhân X bằng B. Theo lý thuyết của phần ma trận, trong đó A là ma trận hệ số. X ở đây là một vector chứ không phải con số. Nó là một vector gồm có 3 thành phần, gồm có x1, x2 và x3. B của chúng ta là cột vế bên tay phải. Và hệ này sẽ viết tắt dưới dạng A nhân x bằng B. Sau đây chúng ta bắt đầu đi vào phần chi tiết. Chúng ta ghi mục số 1. A là ma trận tam giác trên. Phần tiếp theo không ghi, chúng ta chỉ ghi phần tiêu đề màu đỏ. Thì thế nào là ma trận tam giác trên? Chúng ta quan sát cái xuất hiện trên màn hình. Chúng ta có hệ A nhân x bằng B. Và hệ này chúng ta chỉ xét tương đối đặc biệt là hệ n phương trình đi kèm với nó là n ẩn. Hay nói một cách khác, A của chúng ta
là ma trận kích thước n nhân n. Ma trận kích thước n nhân n nó có một cái đường này. Trong lý thuyết ma trận gọi là đường chéo. Các phần tử nằm phía trên của đường chéo này có thể khác không? Nhưng các phần tử nằm phía dưới đường chéo này bắt buộc phải bằng không. Một ma trận có tính chất như thế này người ta gọi là ma trận tam giác trên. Nhắc lại một lần nữa, ma trận tam giác trên tức là khu vực tam giác phía dưới bắt buộc bằng không. Trong trường hợp cái hệ phương trình của chúng ta có dạng tam giác trên thì cách giải rất đơn giản, chúng ta ghi tính nghiệm từ dưới lên, chỉ ghi câu này thôi. Không ghi gì hơn. Sau đây là giải thích thế nào là tính nghiệm từ dưới lên, tức là chúng ta tính theo chiều mũi tên này. Nói cách khác, chúng ta tính xn trước, sau đó tính xn trừ 1, tính xn trừ 2 và cuối cùng là tính x1. Sau đây là ví dụ, không ghi ví dụ này. Bởi vì cái hệ này quá đơn giản và trong đề thi không bao giờ hỏi, bởi vì cái mức độ của hệ tam giác trên này là quá đơn giản. Ở đây chúng ta chỉ lấy ví dụ minh họa. Hệ ba phương trình ba ẩn trên màn hình là hệ tam giác trên, là vì phía dưới này cái tam giác màu đỏ là 3 số 0. Chúng ta bắt đầu giải hệ này. Thực ra không phải giải gì cả mà chúng ta chỉ đi tính nghiệm thôi. Thứ nhất, từ phương trình dưới cùng chúng ta suy ra x3 bằng 10, tức là tính x3 trước. Sau khi tính được x3, chúng ta thay x3 vào phương trình số 2. Từ đây chúng ta sẽ tính được x2. Tính x2 xong, chúng ta thay x2 và x3 vào phương trình số 1. Cuối cùng, chúng ta tính được x1. Nói một cách khác, chúng ta tính x3, rồi tới x2, rồi tới x1. Và thay lần lượt vào để tính. Như vậy, phần này, cách tìm nghiệm rất dễ. Sau đây, chúng ta ghi sang mục số 2. Với A là ma trận tam giác dưới. Phần tiếp theo không ghi. Thế nào là hệ ma trận tam giác dưới? Nó ngược lại với hệ tam giác trên. Như vậy hệ tam giác dưới là tương ứng với cái hệ có ma trận A mà cái vùng tam giác phía trên của đường chéo là bằng 0. Chúng ta chỉ ghi câu cuối cùng. Đối với hệ này, tính nghiệm từ trên xuống. Sau đây là ví dụ minh họa. Chúng ta không ghi ví dụ này. Ở đây ví dụ minh họa dành cho ba phương trình ba ẩn.
Tuy nhiên, 30 phương trình 30 ẩn làm hoàn toàn tương tự. Hệ phương trình chúng ta thấy trên màn hình là hệ tam giác dưới, bởi vì ở đây là 3 số 0. Chúng ta tính nghĩa từ trên xuống, hiểu theo nghĩa như sau. Từ phương trình số 1, chúng ta tính được x1. Tiếp theo, thay x1 và phương trình ở dưới, chúng ta tính được x2. Kế tiếp, thay x1, x2 và phương trình dưới cùng, chúng ta sẽ tính được x3. Như vậy, chúng ta tính x1, x2 rồi tới x3. Như thế, qua hai bục này, chúng ta sẽ thấy với A là ma trận tam giác trên hoặc A là ma trận tam giác dưới thì việc giải là quá dễ dàng. Bây giờ chúng ta sang mục quan trọng hơn. Mục số 3, phương pháp nhân tử LU. Mở ngoặc dành cho A là ma trận bất kỳ. Và bài thi bắt đầu hỏi từ phần số 3 này trở đi. Bởi vì phần số 1, số 2 là quá dễ. Chúng ta ghi phần nội dung. Người ta cho ma trận A, chúng ta hãy phân tích A thành tích của hai ma trận. Ma trận thứ nhất là ma trận L và ma trận thứ hai ma trận U. Trong đó L là ma trận tam giác dưới, còn U là ma trận tam giác trên. Tại sao không ký hiệu A bằng B nhân C mà lại ký hiệu A bằng L nhân U? Lý do người ta lấy L là chữ đầu và U là chữ đầu để cho dễ nhớ. Tiếp theo, việc giải hệ phương trình đưa về giải hai hệ dạng tam giác. Sau đây là phần giải thích, chúng ta không ghi, chỉ ghi phần nội dung này thôi. Bây giờ chúng ta quan sát trên màn hình, cái chúng ta cần giải là hệ A nhân X bằng B. Bây giờ giả sử rằng chúng ta đã phân tích được A bằng L nhân U, vậy hệ đã cho sẽ viết dưới dạng L nhân U nhân X bằng B. Trong đó X là cái cần tìm. Để tìm X, chúng ta sẽ làm tiếp như sau. Chúng ta coi như U nhân X bằng Y. Như vậy, chúng ta sẽ giải phương trình L nhân Y bằng B trước để tìm Y. Khi chúng ta gặp một cái hệ phương trình dạng L nhân Y bằng B, thế thì L là ma trận tam giác dưới. Vì vậy, giải hệ này là quá dễ. Xem lại phần phía trước. Tiếp theo, sau khi tìm được Y, chúng ta quay trở lại. Lúc đấy chúng ta đặt U nhân X bằng Y.
Vậy thì sau khi tìm được y, chúng ta giải hệ u nhân x bằng y. Mục đích là để đi tìm x. Hệ này là hệ tam giác trên. Và cách giải cũng quá dễ. Như vậy, cái quá trình từ hệ A nhân x bằng B để tìm ra x thì hầu hết người ta không quan tâm hai giai đoạn dưới này, là vì việc giải không có gì khó. Cuối cùng, mấu chốt của phần này chính là cái phần trong hệ phương trình A nhân x bằng B thì làm thế nào để xác định được E, L và U bằng bao nhiêu để chúng ta giải, bởi vì đầu bài chỉ cho A. Và nhiệm vụ của chúng ta phải tách cái A thành tích của hai ma trận E là nhân U. Sau đây chúng ta bắt đầu ghi vào phần chi tiết tiếp theo. Cách giải để tìm E, L và U. Trước hết chúng ta ghi phần chữ màu đỏ. Phần tiếp theo không ghi. Chúng ta nhìn lên màn hình. Ở đây tôi minh họa ma trận bên tay phải là ma trận A. Kích thước của nó đủ nhỏ, điểm dễ minh họa là 3 x 3. Phía trước là ma trận L. Chú ý ma trận L của chúng ta là ma trận tam giác dưới. Và ở giữa là ma trận U. Ma trận U là ma trận tam giác trên. Đầu bài sẽ cho A. Nhiệm vụ của chúng ta tìm L và tìm U. Như vậy quan sát trên màn hình, chúng ta sẽ có 6 giá trị L cần tìm và có 6 giá trị U cần tìm. Vậy tổng cộng chúng ta có 12 giá trị cần tìm. Để tìm 12 giá trị này, chúng ta sẽ có 9 phương trình tất cả. Tại sao lại có 9 phương trình? Bởi vì theo nguyên tắc nhân ma trận, khi chúng ta lấy một hàng, chúng ta nhân tương ứng với một cột, thì chúng ta được vị trí A tương ứng theo cách tiền ma trận. Vậy thì cứ lấy một hàng nhân với một cột, chúng ta sẽ được một phương trình. Nói cách khác, khi thực hiện nhân ma trận này, chúng ta sẽ có 9 phương trình bằng cách lấy 3 hàng nhân tương ứng với 3 cột. Theo phần lý thuyết của đại số tuyến tính, nếu số ẩn là 12, số phương trình là 9, thì thông thường chúng ta sẽ có 3 ẩn nhận giá trị tự do. 3 ẩn nhận giá trị tự do tức là nhận giá trị bất kỳ. Để khắc phục tình trạng nhận giá trị bất kỳ, chúng ta bắt đầu ghi tiếp phần tiếp theo. Bây giờ mới ghi quy ước. Chúng ta sẽ thực hiện quy ước như sau. Lấy phần tử L11, L22, L33 bằng 1. Đó là quy ước. Nói cách khác, chúng ta quy ước các phần tử trên đường chéo của ma trận L là bằng đơn vị. Vậy với quy ước này, tức là chúng ta lấy 3 ẩn nhận giá trị tự do là L11, 22, 33 và giá trị tự do đó chúng ta gán bằng 1. Sau khi có quy ước này, chúng ta nhìn lại. Như vậy chúng ta còn 3 giá trị L và 6 giá trị U cần tính. Như vậy tổng cộng chúng ta sẽ có 9 ẩn và 9 phương trình. Trong trường hợp này, nghiệm của chúng ta sẽ là duy nhất. Trong trường hợp nếu chúng ta làm theo quy ước này thì trong các giáo trình người ta gọi là làm theo giải thuật Euclid. Nhưng tên gọi Euclid này không quan trọng, là vì bài thi của chúng ta chắc chắn làm theo phương pháp này. Tiếp theo
Để tìm L và U theo phương pháp Dulit, chúng ta ghi tiếp. Để tìm L và U, chúng ta thực hiện nhân ma trận L với ma trận U theo trình tự nhân hàng với cột, từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Cách nhân từ trái qua phải và nhân từ trên xuống dưới là cách nhân rất tự nhiên, giống như chúng ta viết chữ. Khi chúng ta viết chữ, chúng ta viết từ trái qua phải, hết dòng thứ nhất thì chúng ta xuống dòng thứ hai, hay nói cách khác là chúng ta giống như viết chữ là viết từ trái qua phải, sau đó viết từ trên xuống dưới. Đó là quy tắc. Để minh họa cho cách tìm L và U này, chúng ta ghi ví dụ sau đây. Khi các bạn ghi, chúng ta không ghi như thế này. Chúng ta ghi cái ma trận A vào lề bên tay phải của tờ giấy luôn, không ghi đề bài như thế này. Viết tắt A vào vị trí này luôn. Tiếp theo, chúng ta ghi L và U. Nhắc lại, L là ma trận tam giác dưới và đường chéo của nó có 3 số 1 bởi vì chúng ta làm theo quy ước. U có 3 số 0 nằm phía dưới bởi vì U là ma trận tam giác trên. Tất cả những vị trí còn lại của L và U chúng ta để trống. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện. Những bước mà tôi làm, các bạn chỉ theo dõi, sau đó ghi kết quả vào cái ô trống có sẵn. Chúng ta bắt đầu làm. Bước thứ nhất, chúng ta lấy hàng nhân cột bằng cách lấy hàng 1 nhân cột 1. Chú ý cái vị trí để trống ở cột của U, tên gọi của nó chính là U1. Và khi chúng ta lấy hàng 1 nhân cột 1, thì kết quả cho ra bằng 2 theo cách nhân ma trận. Như vậy chúng ta được như sau: U11 nhân với số 1 cộng với 0 cộng với 0 bằng 2. Kết quả U11 là 2. Chúng ta ghi trong tập số 2. Các bước vừa rồi chỉ theo dõi. Chúng ta sang bước kế tiếp. Bước kế tiếp, chúng ta lấy hàng 1 nhân cột 2, bắt đầu nhân. Vị trí ở đây là U12 sẽ được nhân với số 1 cộng với 0 cộng với 0 bằng -2. Kết quả tiếp theo, chúng ta lấy hàng 1 nhân cột 3. Tương tự, vị trí thu được là số 3.
Như thế, chúng ta lấy hàm 1 nhân lần lượt với cột 1, cột 2, cột 3 của U. Sau khi nhân đến cột cuối cùng, chúng ta bắt đầu làm tiếp. Chúng ta lấy hàm 2 nhân với cột 1. Bây giờ trước khi qua bước tiếp theo là lấy hàm 2 nhân cột 1, các bạn ghi điểm chú ý đầu tiên. Điểm chú ý thứ nhất. Nhận xét 1. Hàm 1 của U chính là hàm 1 của ma trận A. Minh họa hàng một của A chúng ta bỏ sang chính là hàng một của U. Vì vậy ba giá trị màu đỏ 2 trừ 2 3 trong thực tế không bao giờ cần tính. Tại sao lại có tính chất này? Bởi vì giá trị này là con số 1 và đằng sau là hai con số 0. Tiếp theo, chúng ta bắt đầu làm tiếp. Như vậy, bước vừa rồi là chúng ta lấy hàm 1 nhân đến cột cuối cùng. Bước tiếp theo, chúng ta lấy hàm 2 nhân lại cột 1. Cái vị trí để trống trong hàm số 2, tên gọi của nó là L21. Chúng ta sẽ nhân theo cách như sau. 2 lần L21 cộng với 0 cộng với 0 bằng 6. Kết quả L21 bằng 3. Như vậy, chúng ta đã lấy hàm 2 nhân cột 1. Bước kế tiếp của chúng ta sẽ lấy hàm 2 nhân cột 2. Kết quả sẽ là như sau. 3 nhân trừ 2 cộng với 1 nhân U22 cộng với 0 bằng trừ 7. Kết quả vị trí U22 là trừ 1. Kế tiếp, chúng ta lấy hàng 2 nhân cột 3. Kết quả bắt buộc cho ra 14. Phần này các bạn tự làm. Đáp số 5. Tới đây chúng ta đã thực hiện lấy hàm 2 nhân với tất cả các cột. Vậy bước tiếp theo là chúng ta sẽ lấy hàm 3 nhân lại cột 1. Khi lấy hàm 3 nhân cột 1, kết quả cho ra con số 4. Đáp số 2. Kế tiếp sẽ là lấy hàm 3 nhân cột 2. Để tìm giá trị này.
Đáp án 4. Bước cuối cùng, lấy hàng 3 nhân cột 3 cho ra kết quả là 30. Như vậy, chúng ta sẽ được L và U như trên màn hình. Tới đây, chúng ta ghi nhận xét thứ hai. Nhận xét này nói như sau: cột 1 của L là cột này bằng cột 1 của A là cột bên này chia cho phần tử trên cùng. Minh họa như sau: số 1 này bằng số 2 chia cho chính nó, số 3 bằng 6 chia cho 2. Số 2 này lấy được bằng cách lấy 4 chia cho 2. Còn tại sao? Thì khi nhân vừa rồi chính là chúng ta lấy 6 chia cho 2 và lấy 4 chia cho 2. Sau đây là ví dụ. Chúng ta ghi ví dụ này. Trong đó số A nhỏ là chúng ta lấy chữ số cuối cùng của mã số sinh viên. Chúng ta bắt đầu làm. Bước thứ nhất, theo nhận xét số 1, chúng ta lấy hàng 1 của A bỏ sang mã chữ U. Đó là do nhận xét số 1. Tiếp theo, chúng ta lấy cột 1 của A chia cho phần tử trên cùng. Chúng ta được cột 1 của L. Như vậy, với hai nhận xét này thì bây giờ chúng ta quan sát chỉ còn lại 4 vị trí cần tính.
Sau đây là đặc điểm chú ý. Khi tới bước này rồi, thì những bước sau đây chúng ta sẽ không làm. Các bạn chú ý nghe cho thật kỹ. Sau khi tới bước này, thì về nguyên tắc trên lý thuyết, người ta nói rằng chúng ta lấy hàng 1 nhân cột 1. Bước này không cần thiết làm nữa. Tiếp theo, chúng ta lấy hàng 1 nhân cột 2. Bước này cũng không làm. Lấy hàng 1 nhân cột 3 cũng không làm. Bởi vì các bước đó để xác định ba con số tôi gạch trên màn hình, chúng ta không làm. Bước tiếp theo, lấy hàng 2 nhân cột 1 cũng không làm. Vậy thì trong trường hợp này, bước đầu tiên mà chúng ta cần thực hiện là chúng ta lấy hàng 2 nhân cột 2. Ở dưới lớp tự tính. Kết quả số 4. Sau đây là tôi hướng dẫn cái cách nhớ như sau. Vị trí khoanh tròn màu đỏ chúng ta đang cần tính, vị trí này nó nằm ở hàng 2 và nằm ở cột 2. Vậy nếu nó nằm ở hàng 2 và cột 2 thì chúng ta lấy tương ứng hàng 2 nhân với cột 2. Tiếp theo, chúng ta tính vị trí khoanh tròn tiếp theo. Như nhận xét vừa rồi, tôi vừa nhắc, cái vị trí khoanh tròn mà chúng ta cần tính này, nó nằm ở hàng 2 và cột 3. Vậy chúng ta lấy hàng 2 đem nhân với cột 3. Đáp án số 6. Bây giờ chúng ta tính cái ô đóng khung một vuông này. Cái ô khung vuông này nó nằm ở vị trí hàng 3 và cột 2. Vậy để tính vị trí này, chúng ta lấy hàng 3 nhân cột 2. Kết quả cho ra số 4. Cuối cùng, chúng ta xác định vị trí hàng 3 cột 3. Muốn xác định vị trí hàng 3 cột 3 này, chúng ta lấy hàng 3 nhân tương ứng cột 3. Sau đây chúng ta ghi tiếp một số nhận xét. Vừa rồi chúng ta có nhận xét số 1, rồi nhận xét số 2. Bây giờ chúng ta ghi tiếp nhận xét số 3. Nhận xét số 3 nói như sau. Bạn ghi trước, tôi sẽ giải thích sau.
Nhận xét của bà. U11 bằng D1. U22 bằng D2 chia D1. U33 bằng D3 chia cho D2. Trong trường hợp ma trận cấp 4 thì chúng ta sẽ có U44 sẽ bằng D4 chia cho D3 và cứ thế tính tiếp. Bên cạnh chúng ta ghi D1 là gì? Là định thức con chính cấp 1. Định thức cấp 1. D2 là định thức cấp 2, còn D3 là định thức cấp 3 của ma trận A. Minh họa chúng ta không ghi, chỉ theo dõi. Ma trận A của chúng ta là ma trận độ quanh tròn tại đây. Khi đó A11 là định thức của D1. Khung màu đỏ này là định thức D2. D2 tức là định thức con cấp 2 của ma trận A. Cuối cùng, cái khung màu xanh này là D3. Đó là phần giải thích. Nhận xét số 4 chúng ta không cần ghi, bởi vì nhận xét này chỉ có tác dụng khi chúng ta lập trình trên máy tính. Đó là trong phương pháp này, tổng số phép toán cần thực hiện trên máy tính sẽ là n mũ 3 chia cho 3. Phần này không bao giờ thi cả, cái phần này chỉ là phần nhận xét cho phần lập trình trên máy. Tôi lấy ví dụ, nếu chúng ta có hệ 1.000 phương trình và đi kèm với nó là 1.000 ẩn, tức là n của chúng ta là bằng 1.000. Vậy thì tổng số phép toán khi chúng ta giải 1.000 phương trình và 1.000 ẩn sẽ là 1.000 lũy từ 3 chia cho 3 phép toán. Phép toán tức là kể tất cả các phép toán cộng trừ nhân chia thì gọi là một phép toán. Vậy thì để giải hệ 1.000 phương trình và 1.000 ẩn, nếu chúng ta giải theo phương pháp này thì trên máy lập trình của chúng ta cần tính khoảng độ 300 triệu phép tính. Sau đây là phần bài tập. Chúng ta ghi phần bài tập này. Rồi chúng ta bắt đầu làm. Tôi hướng dẫn lại một lần nữa các bước để làm bài này. Bước thứ nhất, lấy hàng 1 của A. Chúng ta sẽ được hàng 1 của U. Theo nhận xét số 1. Bước thứ hai, chia của 1 của A cho số 3 trên cùng, chúng ta sẽ được cột đầu tiên của L. Tới đây, chúng ta bắt đầu tính cái ô trống này. Vị trí này
nằm ở hàng 2 của thai và tên gọi của nó là U22. Theo nhận xét số 3 chúng ta vừa ghi U22 bằng D2 chia cho D1. D2 là định thức này là bằng 18 trừ đi 42 chia cho D1 là định thức cấp 1 này là chia cho 3. Kết quả trừ 8. Bây giờ chúng ta xem lại đề bài. Đề bài này người ta không hỏi ma trận L và ma trận U. Người ta hỏi vị trí L32, một vị trí này bằng bao nhiêu. Trước hết chúng ta xem trên ma trận L32 là nằm trong ma trận L và nằm ở vị trí hàng 3 và cột 2. Vậy thì nếu nó nằm ở vị trí hàng 3 cột 2, như lúc nãy tôi nói rồi, cách nhớ rất đơn giản, chúng ta lấy hàng 3 nhân cột 2. Và chúng ta thực hiện phép nhân trên máy tính. Dấu bằng này là dấu bằng màu đỏ. Sau đó nhấn Shift Tab. Trong đó x này được thể hiện nó chính là L32. Tắt dấu trừ 0.083333. Làm tròn 4 chữ số lẻ sau dấu phẩy và làm tròn theo nguyên tắc quá bán, bởi vì đây không phải sai số, đây là một con số, chúng ta làm tròn theo nguyên tắc quá bán. Tiếp theo là một loạt các phần bài tập. Chúng ta có bài tập số 3. Thời gian làm bài này theo tôi đánh giá khoảng độ 40 giây là vừa.
Đáp án của chúng ta là câu D. Nhớ làm tròn theo nguyên tắc quả bán. Bài thứ tư. Chúng ta không ghi đề bài nhé, các bạn nhìn lên màn hình và làm trực tiếp luôn. Đáp án câu C. Bài thứ năm. Đáp án câu B. Bài số 6. Lưu ý bài số 6 này các bạn không ghi, nhưng quan sát kỹ trên màn hình. Người ta không hỏi L32, người ta hỏi U23. Thì nhắc lại, U23 là phần tử nằm ở hàng 2 và cột 3. Muốn tìm nó, chúng ta lấy hàng 2 nhân cột 3. Cách làm tương tự.
Đáp án câu C. Bài cuối cùng. Đáp án câu C. Rồi, buổi học của chúng ta dừng tại đây. Các bạn lưu ý như sau: trong tuần này chúng ta còn có một buổi học vào ngày mai là thứ tư. Trong tờ khóa biểu ghi buổi đó là giờ bài tập, nhưng sẽ không phân biệt giờ bài tập và phần lý thuyết, là vì trong các giờ lý thuyết tôi đã cho chúng ta làm bài tập rất nhiều, tức là tôi sẽ xen kẽ giữa bài tập và lý thuyết trong từng buổi học. Vì vậy, trong tờ khóa biểu thì họ ghi là giờ bài tập, nhưng thực ra chúng ta sẽ làm giờ lý thuyết lẫn bài tập. Và tôi sẽ cho được link trước buổi học. Chúng ta dừng tại đây. Chào các bạn.